Đang phát sinh chào bạn. Sau đây đang phát sinh giới thiệu các bạn là Vulcan Power X và hãng Asino sản xuất. Cần 3 khúc. Chiều dài 4m25, độ cứng 30. Phôi carbon X. Đo được kính của các bạn cho bạn xem. Kính giữa của cây đốt gốc. Hai bốn. Hai bốn. Đường kính giữa của đốt thứ hai các bạn. Là 23. 23. Tiếp đến đốt ngọn. Làm 3 ly rưỡi. Tiếp đến là cân trọng lượng từng phôi một các bạn. Trọng lượng toàn bộ phôi đây. 3 khúc. Năm trăm mười chín gram. Vừa rồi đang xin giới thiệu các bạn Vulcan Power X, độ cứng 30, chiều dài 4m25. Đang xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của đang phát sinh.